trở lại với kênh YouTube của Máy Chủ Lúa Đại Phương Vinh. Sau đây mình xin giới thiệu các bạn máy bào thẩm thủy lực tự động. Đây là chi tiết quá trình sản xuất. Máy bào thẩm thủy lực tự động thì có kích thước bàn làm việc là 400mm, chiều dày tối đa là 110mm. Cái hệ thống mà kéo phôi đi thì bằng thủy lực các bạn. Motor làm việc là 5,5 ngựa và trục là trục dao xoắn, rất là nhanh và an toàn. Thẩm lấy một mặt phẳng, sau đó sẽ đưa vào hai máy cuốn để cuốn. Mọi chi tiết thì xin liên hệ, xin truy cập vào website daiphuyen.com.vn. Khách hàng có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận bên dưới, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng.